Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn, xin chào mừng các cô chú anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc Minh Ngọc cuộc sống Mỹ. Ngọc xin chúc mọi người một tuần mới vui vẻ. Ngọc hy vọng là trong cái video này á mọi người sẽ giải đáp được những cái câu hỏi của mình. Thì thứ nhất là Ngọc xin chia sẻ cái nội dung liên quan đến cái gói cứu trợ lần thứ hai. Đây là một cái thông tin khả quan, tuy là nó hơi stress, nó hơi căng thẳng nhưng mà đây là một cái tia hy vọng cho cái gói cứu trợ lần thứ hai. Và tin thứ hai Ngọc muốn thông báo cho quý vị đó là FEMA hiện giờ người ta đã thông báo 7 tiểu bang đang có cái tiền 300 trên tuần nào và như vậy thì khi nào tiền về Ngọc sẽ đi theo thứ tự là gói cứu trợ lần thứ hai trước nha. Hiện giờ lãnh đạo đa số thượng viện đang đối mặt với rất là nhiều thử thách như thế này, quý vị. Rất là nhiều thử thách là yếu như là ép ông Mitch McConnell phải kêu gọi những cái thượng nghị sĩ tức là gọi họ quay trở lại bên DC, bên Capitol Hill để tiếp tục làm việc, làm việc cho hai cái vấn đề chính đó là cái nguồn hỗ trợ khẩn cấp cho bưu điện Hoa Kỳ tức là USPS. Thứ hai là phải tiếp tục đàm phán và đưa đến những cái điều khoản thỏa thuận cho cái gói cứu trợ lần thứ hai. Đây là hai cái điều mà các thượng nghị sĩ phải quay trở về và làm việc với cái nội dung này. Và chúng ta thấy là bên Hạ viện tức là bà Nancy Pelosi bả đã gọi các nhà làm luật ở bên Hạ Viện quay trở lại tuần này rồi cho nên là không có lý do gì mà ông Chuck Schumer lại không làm được cái điều tương tự nhưng mà hiện giờ quý vị thấy là các thượng nghị sĩ là người ta đã rời DC, người ta về cái tiểu bang người ta lo cho cái việc mà bầu cử tranh cử của người ta đúng không cho nên là có thể là việc mà quay trở lại như vậy thì người ta phải sắp xếp nhưng mà hôm bữa trước là cũng có cái thông báo là người ta sẵn sàng quay trở lại trong vòng 24 bốn tiếng đồng hồ sau khi mà nhận được thông báo thì quý vị thấy ông Chuck Schumer tức là ông là bên thượng viện nha, nhưng mà ông đại diện cho Đảng dân chủ và ông lúc nào cũng là theo theo bên của bà Nancy Pelosi. Thì quý vị thấy ông nói á là ông yêu cầu ông Mitch McConnell gọi các thượng nghị sĩ quay trở lại làm việc và quay trở lại làm việc trước ngày 8 tây tháng 9 nha quý vị chứ không có để là hết hạn và thêm một thượng nghị sĩ nữa đó là bà Elizabeth Warren bà này là đại diện cho đảng dân chủ cho tiểu bang Massachusetts bà cũng lên tiếng rằng Mitch McConnell nên đưa thượng à, thượng viện trở lại phiên họp trong cái bối cảnh mà bên thượng viện có rất là nhiều lời chỉ trích xung quanh những cái vấn đề liên quan đến cái gói cứu trợ lần hai cũng như là xung quanh đến à, cái vấn đề liên quan đến cái gói cứu trợ cho bưu điện Hoa Kỳ tức là USPS. Bà nói á, là cái đây là cái lời bà nói trong cái màu màu xanh nha quý vị, quý vị có thể đọc tham khảo thêm. Thì bà Elizabeth Warren thì hôm bữa ngọc tưởng là ông Joe Biden ông sẽ chọn bà này để là ứng cử viên phó tổng thống nhưng mà cuối cùng ông lại chọn bà Harris à thì bà Harris thì quý vị à, liên tưởng, liên tưởng ngay đến cái gói đề xuất của bà là 2.000 mỗi tháng đối quý vị à, thì Ngọc cũng nói một chút xíu thông tin về bà Elizabeth Warren thôi thì bây giờ quý vị thấy nha bên thượng viện với hạ viện ở đây người ta có khác nhau nè hạ viện thì quay trở lại tuần của 24 tháng 8 nhưng mà thượng viện thì chưa có quyết định người ta chưa có kêu các thượng nghị sĩ quay trở lại Bên hạ viện thì đã thông qua cái gói đề xuất của người ta gói cứu trợ người ta hôm tháng năm và người ta yêu cầu là hai mươi lăm tỷ cái tiền grant cho USPS nhưng mà cái gói đề xuất của bên thượng viện thì người ta không có đề cập đến điều này và trong cái quá trình đàm phán giữa hai bên ha thì bên hạ viện người ta đã giảm từ hai mươi lăm tỷ xuống còn mười tỷ rồi cho nên là hiện giờ bên thượng viện người ta bị chỉ trích là vì sao người ta không có chịu à, hỗ trợ cho USPS cho cái khoản tiền là 25 tỷ hay là 10 tỷ hay là cái con số gì đó tại sao người ta không có làm điều này cho nên là người ta đang gặp áp lực quý vị áp lực cái điều này và nó liên quan đến cái việc gì quý vị không quý vị bỏ phiếu qua thư đó là cái voting by mail voting by mail á là bên đảng cộng hòa người ta không chịu và đặc biệt là tổng thống trump tổng thống trump cho rằng voting by mail khi mà chúng ta bỏ phiếu qua thư như vậy thì nó sẽ dễ bị rơi vào cái tình trạng là gian lận bởi vì có thể là rất là nhiều người người ta đã qua đời rồi mà người ta vẫn nhận được những cái ballot này rồi người ta nói là có thể là gian lận rất là nhiều bởi vì nó cũng có thể là gây chậm trễ nữa đúng không, quý vị bởi vì quý vị thấy là first class mail á là những cái bìa thư mà đơn giản chỉ bỏ cái stem lên thôi á là nó hơi bị lâu rồi bây giờ người ta nói á là người ta có thể nếu như mà người ta đủ cái tiền để người ta uh, chi trả thì người ta sẽ làm first class mail priority cho nên là nó sẽ đi nhanh hơn và bên dân chủ á thì người ta nói á là người ta muốn cái việc voting by mail để an toàn cho người dân Mỹ Người dân Mỹ không có cần phải đi ra ngoài để bỏ phiếu Chỉ cần là để vào cái hồn thư rồi nhân viên bưu điện người ta tới người ta lấy thôi Tuy nhiên hiện giờ chúng ta thấy là mỗi người mỗi ý Khi mà chúng ta quyết định bỏ phiếu thì nếu như mà chúng ta sợ là chúng ta bị nhiễm Thì chúng ta không có bỏ phiếu thì điều đó là cũng bất lợi cho cả dân chủ và bên đảng cộng hòa đúng không người ta không có được tấm phiếu của mình thì đây là cái chuyện của tương lai thì không biết là tổng thống Trump với lại hai bên đàm phán hai bên người ta quyết định là chi như thế nào nhưng mà hiện giờ quý vị biết là tổng thống Trump đã đổi ý về cái việc hỗ trợ cho USPS rồi chúng ta thấy là hôm bữa trước tổng thống Trump nói là ông không ủng hộ ha nhưng mà theo cái bài báo này bây giờ tổng thống Trump đã đổi ý rồi ông nói là ông sẽ ủng hộ nhưng mà hiện giờ không biết cái số tiền là bao nhiêu quý vị biết là tổng thống trump là lúc nào cũng nói là uh, chỉ trích đảng dân chủ là holding this up okay? đảng dân chủ là trì hoãn đình trệ những cái việc mà uh, đàm phán này cho nên là hiện giờ gói cứu trợ lần thứ hai chưa có được thông qua chưa có được ký nhưng mà bên đảng dân chủ người ta cũng có những cái chính kiến của họ và người ta chỉ trích đảng cộng hòa là bây giờ phải kêu những cái thượng nghị sĩ này quay trở lại làm việc để tiếp tục đàm phán đúng không, quý vị cho nên là những cái thông tin mà ngọc chia sẻ ở đây hình như là dường như là nó thay đổi hàng ngày cho nên là nếu quý vị theo dõi cái kênh của ngọc thì quý vị thấy là mỗi ngày ngọc đều có những cái thông tin cập nhật thì hy vọng là quý vị uh, enjoy và quý vị uh, xem những cái thông tin cập nhật này và chúng ta có thể là quyết định đưa ra những cái quyết định trong cái cuộc sống của mình cũng như là trong cái đầu tư của mình đúng không quý vị? thì đầu tư nó liên quan đến những cái lời nói của mấy ông nè. À, quý vị nào có đầu tư chứng khoán không? có theo dõi những thông tin chứng khoán đó? À, thì quý vị thấy cái gói cứu trợ lần thứ nhất á nó giúp cho thị trường chứng khoán rất là nhiều. ngọc ngọc nghĩ là vậy và hy vọng là sau khi mà cái gói cứu trợ lần thứ hai này được thông qua thì thị trường chứng khoán sẽ đi lên nữa. À, thì Ngọc cũng có cái kênh thứ hai, Ngọc hy vọng là quý vị sẽ ghé cái kênh đó để chúng ta có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về đầu tư chứng khoán, nhà cửa, kinh nghiệm học tiếng Anh và gia đình. Hai quý vị, à, Ngọc cảm ơn mọi người và hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh ủng hộ. Hiện giờ bên tòa bạch ốc, á, người ta nói là người ta sẽ ủng hộ cái việc hỗ trợ cho USPS nếu như bên đảng Dân Chủ, người ta đồng ý ký một cái gói. Trong cái gói đó thì sẽ có bao gồm là gì? Hỗ trợ cho USPS, rồi cái tấm chắc 1.200 cho dân Mỹ là cái thứ hai. Cái thứ ba là tiền trợ cấp thất nghiệp. Cái thứ tư là PPP. Như vậy đó là bốn cái nội dung mà người ta nói là phải có trong cái gói cứu trợ lần thứ hai. Thì người ta sẽ đồng ý hỗ trợ cho USPS. Bây giờ hả? 10 tỷ hay là 25 tỷ hay là cái con số nào đó in between tức là giữa 10 và 25 thì người ta sẽ bắt đầu người ta đàm phán tiếp tục nhưng mà phải có tính chất 1002 phải có tiền trợ cấp thất nghiệp và phải có tiền PPP đúng không các bạn cho nên là hiện giờ chúng ta nghĩ rằng cái gói cứu trợ lần thứ hai này có thể là sẽ được đàm phán tích cực hơn và sẽ có thể là có những cái tia hy vọng và người ta sẽ thông qua và được ký vào tháng 9 quý vị biết là tổng thống trump lúc nào ổng cũng có muốn là cái tax cut cho nên là hy vọng là trong cái gói cứu trợ lần thứ hai này nó có cái nội dung liên quan đến tax cut bởi vì đây là một cái điều mà tổng thống trump lúc nào ổng cũng muốn cái điều này xảy ra và bên tòa bạch ốc người ta cũng đã thông báo phát biểu về cái việc tax cut này và cái mong muốn của tổng thống trump thì chúng ta thấy hiện giờ đối với tiền trợ cấp thất nghiệp đó các bạn Hôm bữa trước Ngọc đã có chia sẻ 4 tiểu bang là đã thông báo là người ta có tiền, đang có tiền về 300 trên tuần. Nhưng mà ngày hôm nay á, là ngày à, Ngọc nhận được cái thông báo, cái này của phim mà người ta tải lên ngày 16 tây tháng 8 thì họ nói là có thêm 3 tiểu bang nữa có 300 trên tuần là người ta đã được approve được chấp thuận rồi. Đây với quý vị nha, quý vị vào trang này quý vị lấy thông tin, thì đây là cái thông tin chính thức đó là 3 tiểu bang. Những cái tiểu bang hôm bữa trước Ngọc cũng có chia sẻ đó là Arizona, Iowa, Louisiana và New Mexico. Như vậy tổng cộng là 7 tiểu bang đã có cái tiền trợ cấp thất nghiệp 300 trên tuần này. Nhưng mà có một cái tiểu bang là không có chịu nha quý vị, họ sẽ không tham gia bởi vì họ nói là 80% dân cái cái người mà thất nghiệp bây giờ người ta đã quay trở lại làm việc rồi. Và có một số tiểu bang người ta nói là người ta không có còn quỹ đó là Pennsylvania, California và New York nhưng mà họ chưa đưa ra cái quyết định là sẽ tham gia hay không các bạn nha. Thì những ai mà hiện giờ đang ở South Dakota thì ngọc sorry quý vị, xin chia buồn quý vị. Và hiện giờ quý vị cũng muốn biết là cái tiền 300 này khi nào về tới cái tài khoản của quý vị đúng không? Thì có một câu trả lời chính xác đã được lên lịch rồi đó là tiểu bang Arizona người ta đã được Chi cái tiền này vào ngày 15 tháng 8 và cái tuần của 17 tháng 8 quý vị sẽ nhận được cái tiền 300 trên tuần này. Còn những cái tiểu bang khác á Colorado, Iowa, Louisiana, Missouri, New Mexico và Utah thì các bạn phải đợi to be determined tức là người ta sẽ thông báo với các bạn sau nha. À, thì đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ và quý vị. Biết là nếu như mà cái gói cứu trợ lần thứ hai này được thông qua thì có thể cái tiền 300 trên tuần này sẽ bị vô hiệu hóa tức là nó không có hiệu lực nữa cho nên là mình coi thử nếu như mà các tiểu bang các bạn hiện giờ chưa có đưa ra quyết định thì có thể nếu như mà gói cứu trợ lần thứ hai có một cái khoản là 400 một tuần hay là gì đó hay là 600 trên tuần thì các bạn có thể là được nhận cái tiền đó chứ không có phải nhận 300 trên tuần thì mình cũng chờ thông tin thôi quý vị ha và ngọc xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này ngọc sẽ để những cái đường lên này để quý vị tham khảo cái nguồn mà ngọc chia sẻ ở đây ngọc xin chúc mọi người sức khỏe và cầu mong mọi sự được bình an hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo và hy vọng mọi người sẽ ghé kênh thứ hai của ngọc để chúng ta có thể có những cái giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh like và subscribe ủng hộ ngọc nham bye bye nào